vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn hôm nay. Quý vị thân mến, đau lưng là một hiện tượng rất thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Và thông thường thì mọi người vẫn nghĩ rằng đó là do một ngày hoạt động quá nhiều, đứng nhiều hoặc là lưng của mình không được ở tư thế thoải mái. Nhưng quý vị có biết không, đau lưng đôi khi lại là triệu chứng của những căn bệnh rất nguy hiểm. Và cụ thể là căn bệnh trong chương trình ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau đề cập, đó là viêm cột sống dính khớp. Sau đây hãy cùng nhau gặp gỡ bác sĩ Phạm Thế Hiển để cùng hiểu rõ hơn về căn bệnh này quý vị nha. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia bác sĩ của bạn hôm nay ạ. Chào Thúy Quỳnh, xin kính chào quý vị khán giả. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ, Thúy Quỳnh nghĩ là đó là việc giải thích để Thúy Quỳnh cũng như quý vị khán giả có thể hiểu viêm cột sống dính khớp là căn bệnh như thế nào. Viêm cột sống dính khớp có nghĩa là có viêm, có cột sống và bị dính. Thì cái bệnh này đó là bệnh hiện trạng xảy ra viêm ở cái vùng đốt sống của chúng ta. Dạ. Cái cột sống của chúng ta từ cổ cho tới lưng luôn. Dạ. Và tới khớp cùng chậu. Thì nó viêm và theo nó viêm nó gây đau. Và theo thời gian nó sẽ tạo thành những cái cầu xương canxi nó dính lại như cái tre vậy đó. Cái cột sống của chúng ta có những cái đốt. Dạ. Đốt sống. Và nó linh hoạt, nó di chuyển. Ừ. Chúng ta cúi ngửa được, chúng ta xoay qua xoay lại được. Thế nhưng mà khi viêm đến một giai đoạn nào đó tạo thành cái sự cái cầu canxi á, nó cứng lại giống như cây tre vậy đó. Thì chúng ta có từng mắt, nhưng mà cái mắt này nó không còn linh hoạt nữa và nó dính lại với nhau. Như vậy thì người chúng ta đi thẳng giống như robot vậy đó. Do vậy thì cái bệnh lý này rất đặc biệt, nó gây ra tình trạng viêm mãn tính kéo dài, đến một lúc nào đó nó dính lại với nhau, nó hết viêm nữa. Thì viêm nó đau còn dính nó hết đau rồi. Hết đau thì lúc này người chúng ta cứng ngắc, chúng ta không thể cúi lưng để lượm vật, chúng ta sẽ không xoay người được, mà chúng ta phải xoay toàn bộ người để chúng ta nhìn ra phía sau. Đó là cái biểu hiện của viêm cột sống. Dạ, như vậy thì xem như cột sống của chúng ta mất một phần chức năng mất rồi. Mất đa số chức năng. Dạ, vậy thì bác sĩ không biết là đã xác định được nguyên nhân của căn bệnh này hay không ạ? Viêm cột sống dính khớp, nguyên nhân của nó tới bây giờ người ta vẫn chưa biết nó là nguyên nhân là gì. Nhưng mà người ta thấy là nó có chuyện gì xảy ra. Nó có liên quan, thứ nhất là có di truyền. Mà thường là di truyền vào cái người nam. Con trai bị nhiều hơn con gái. Cái lứa tuổi mà nó biểu hiện đó thì tầm tầm với khoảng trung niên, từ trẻ đến trung niên, từ 28, 55, 58 cho tới 30 mấy, thì thường thường là biểu hiện của nó. Người ta thấy đó là nó có liên quan đến cái gen là HLA-B27. 90% cái trường hợp mà người ta thử viêm cột sống dính khớp á, thì có dương tính với cái gen này. Yeah. Người ta tìm thấy như thế này đó là có cái hiện tượng viêm xảy ra ở cái vùng dây chằng quanh cái cột sống. Ở cái khớp cùng chậu, cái khớp cùng chậu là cái khớp mà chúng ta có cột sống dài nhưng mà chúng ta có cái khung chậu. Yeah. Thì cái khớp mà nối từ cột sống với khung chậu là cái khớp cùng chậu. Yeah. Cái khớp đó bị viêm và nó dính luôn. Thường là bị đau cái khớp đó thì chúng ta phía mông, yeah, phía đằng sau mông mà đau đều hai bên. Nên người ta thấy là nó có viêm ở chỗ những cái điểm bấm gân. Yeah. Điểm bấm gân, những bấm gân cơ vào trong xương á. Chẳng hạn như là bị ở cái cùi chỏ chúng ta nè, cái khuỷu tay của chúng ta có, yeah, những cái nhóm cơ bám vào cái cục xương lồi ra, dạ, hoặc là cái gót chân của chúng ta, có cái gân gót bám vào cái xương gót, nó cũng thể gây viêm gây đau cái chỗ đó. Là người ta thấy có một số cái yếu tố nó kích thích, chẳng hạn như là có một số người như ba mẹ bị nhưng mà con không bị, dạ, nhưng mà có một số ba mẹ không bị nhưng mà con bị, dạ, tại sao? Tại vì nó có di truyền nhưng mà nó thầm lặng trong đó, nhưng mà nó đợi một số yếu tố kích thích, chẳng hạn như nhiễm khuẩn do virus. Hoặc là do một cái yếu tố vật lý, chẳng hạn như chúng ta bị chiếu xạ gì đó, hoặc chúng ta bị nhiễm một cái tia nào đó, dạ, hoặc là do một cái stress, chẳng hạn chúng ta làm việc căng thẳng quá, hoặc là chúng ta bị một yếu tố hóa học nào đó, chúng ta có thể là nhiễm một loại nấm nào đó, hoặc là chúng ta uống một chút hóa chất nào đó, nó sẽ kích thích cái biểu hiện gen lên, nó sẽ có biểu hiện bệnh. Do vậy là nguyên nhân thì không rõ, thế nhưng mà người ta thấy những cái biểu hiện đó là nó có liên quan tới một số cái gen mà để dùng ở trong đó được. Dạ. Nguyên nhân thì không rõ, vậy thì những biểu hiện có rõ ràng hơn không thưa bác sĩ? Biểu hiện nó cũng thoát vị đĩa đệm, đau lưng như thoát vị đĩa đệm, nó nghỉ ngơi nó cũng sẽ giảm. Nhưng mà đau lưng do cái khớp cùng chậu viêm hoặc do viêm cột sống dính khớp thì đau nó càng nghỉ nó cũng càng đau. Vậy thưa bác sĩ, đối với căn bệnh này thì không biết rằng khả năng điều trị sẽ như thế nào ạ? Tôi anh cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều và ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe cũng như là đời sống hàng ngày của người bệnh. Cột sống mà dính khớp cùng chậu nè, dính luôn cả khớp háng. Khớp háng chúng ta phải di chuyển như thế này mới, dạ, đi được. Còn dính cứng ngắc như thế này là không thể di chuyển được. Không thể di chuyển được, không thể co háng được. Dạ. Thì sao chúng ta không ngồi được?
mà chúng ta lỡ dính luôn rồi cái tư thế mà hơi gập một xíu nữa thì lúc này chúng ta đi không được luôn. Dạ. Là do vậy thì cái việc điều trị nó như thế nào? Người ta tìm được cái biểu hiện gen và có một số yếu tố gây viêm, chẳng hạn như là interleukin từ 1 tới 6 hoặc là yếu tố TNF alpha, đó là những yếu tố mà người ta thấy là nó gây cái tình trạng viêm quá mức trong cơ thể của chúng ta. Thì mục tiêu của điều trị là chúng ta phải chẩn đoán sớm. Dạ. Càng sớm càng tốt, trước khi cột sống dính, trước khi khớp cùng chậu dính, trước khi khớp háng bị dính. Dạ. Để chúng ta đưa những cái chất đó vào thì chúng ta sẽ làm chậm lại, bệnh thì không hết đâu nghe, phải làm chậm lại quá trình giảm đi đáp ứng viêm để tránh cái việc dính, tại dính rồi thôi thua. Hiện tại bây giờ thì đã có những cái thuốc đó, nhưng mà phải dùng lâu dài. Thứ nhất là điều trị bệnh, giảm triệu chứng bệnh và ức chế, dùng những cái chế phẩm gọi là ức chế sinh học để ức chế những cái yếu tố gây viêm. Dạ, thưa bác sĩ, với một căn bệnh mà nguyên nhân không rõ ràng, khó xác định như thế thì không biết rằng chúng ta có thể dựa trên một căn cứ nào đó để có cách phòng tránh được hay không ạ? Thứ nhất là chúng ta có tiền sử gia đình của chúng ta. Dạ. Là thấy ba mình bị viêm cột sống dính khớp, mình là con trai, khả năng mình bệnh có. Dạ. Như vậy chúng ta phòng tránh như thế nào? Chúng ta phải phòng tránh yếu tố mà khởi phát kích thích stress quá, hoặc là chúng ta nhiễm khuẩn, chúng ta không sống trong cái môi trường trong sạch, chúng ta ở nơi quá ẩm thấp, chúng ta có thể gây ra những cái vi chấn thương nhỏ như những cái tư thế xấu, chẳng hạn như nằm võng, ngồi xổm lâu, cúi lưng khiêng vật nặng, thì đó những yếu tố nó kích thích quá trình viêm lên. Làm sao mà chúng ta biết chúng ta có men gen đó hay không? Thì chúng ta sẽ phải đi xét nghiệm mới biết được. Dạ. Thì đó là những cách phòng tránh. Anh rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Phạm Thế Hiện với chủ đề chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình bác sĩ của bạn hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.